Hôm nay Vinh sẽ review một cái con mà bữa giờ anh em thấy rất là nhiều. Khi mà Vinh lấy con này, Vinh chụp hình cái mẫu áo mới ra của Vinh á, thì các bạn hỏi là tại sao anh lại không có review con này. Thực sự là bây giờ mới có thời gian review chứ không phải là không muốn. Thì cái con này á, tuy là cái đồ chơi bên ngoài nó không có nhiều, nhưng mà điều mà làm cho Vinh thích nhất đó là cục máy. Nếu mà các bạn nhìn sơ sơ nha, mình nhìn sơ sơ thôi thì mình sẽ nghĩ nó là con xe zin, nhưng mà không phải xe zin các bạn. Cái này Vinh có thể tạm nói nó giống như là chiếc xe giả dạng vậy á. Nãy các bạn nghe thử nè, nhìn xe zin đúng không, không có xe zin nào mà nổ máy lên nó nghe vậy nè. Thì sao là xe zin được, ồn quá là ồn luôn. Thì cái cấu hình con này là nó là 65 có cộng không thì hình như không biết, hình như không có cộng. Tại vì nếu mà có cộng là sẽ có cái thớt rồi. Nhưng mà thật ra là cũng có công nghệ đi cộng được nhưng mà không có thớt. Cái đó là sẽ để cho một cái vlog sau đi. Để một cái vlog sau mình sẽ nói sau ha. Rồi, ở phần bánh trước á, các bạn có thể thấy được đó là mâm Racing Boy 5 cây. Thì cái mâm này cũng được nhiều anh em chạy sân rất là thích. Cũng tại vì nó có cái bảng to mà bảng cái bảng bánh sau to, sau này mình hầu như là mình không còn thấy nữa tại vì cháy hàng rồi. Anh em chạy sân mua rất là nhiều. Còn con heo này là Rambo, logo nhỏ. Thì cái con này là gọi là theo Vinh thấy nha, nó là con heo quốc dân. Tại vì cái giá nó khá là rẻ. Nó chỉ rơi vào khoảng đồ mà đồ xài rồi thì nó rơi vào khoảng 1.5-2 triệu. Đồ new thì chắc cỡ trên dưới 3 triệu thì phải, không nhớ nữa, đúng không? Hình như vậy. Còn mà logo lớn á, là giống như cái con mà mình đi trên con MX á, là cái phần logo Rambo này nó lõm xuống chứ nó không phải nổi lên, mà nó bự hết luôn chỗ này luôn. Và thật ra là hai con Rambo lớn và nhỏ các bạn nó giống nhau, nó chỉ khác cái hình ở ngoài thôi đó, chứ nó không khác gì hết trơn á. Ấy là cái hiệu năng bên trong, rồi con heo, rồi bố là xài y chang nhau hết. Và nó mắc hơn là tại vì cái con kia nó đẹp hơn, cái phần CNC nó phay nhiều hơn vậy thôi. Còn dĩa thì là vẫn là dĩa zin. Cái phuộc LCM này á, Vinh nghĩ là Vinh review, đúng là Vinh phải review từ sớm hơn tại vì Vinh test nó quá kỹ rồi. Thì cái cây phuộc này, cặp phuộc trước này nó khác với là những cặp phuộc zin cái gì. Cặp phuộc zin á thì cái phần ống dầu cái phần ống lồng này nó chứa dầu không có nhiều bằng là cây phuộc LCM này. Và cái cây này á, nó chỉ làm ra cho cái dòng xe Winner thôi. Nếu mà các bạn đi Exciter mà các bạn muốn gắn á, thì các bạn phải đi luôn một cái dè Winner. Đó là lý do sao mà con xe chạy sân của Vinh ở Đài Nam á, là nó đi cái dè trước Winner. Thì chỉ cần nhìn xuống các bạn thấy được là tại vì sao? Tại vì cái bát bắt ha, hai cái lỗ ốc bắt dè của LCM họ làm ra thì chỉ để bắt con cái dè Winner thôi. Mình cũng không hiểu tại sao là LCM lại không có, họ không có làm riêng cho Exciter ta, cũng không hiểu. Có thể là do sẽ phải làm cái này thêm mới nữa, cho nên thành thử là họ không có làm. Rồi vậy thôi. Và nếu mà muốn gắn cái heo này thì phải có một cái bát của cái phuộc LCM này. Cái heo, cái bát mà bắt vào đó, nó phụ thuộc vào cái phuộc. Ví dụ như là bạn đi phục, bạn đang đi phục của Ed, bạn gắn heo này với cái bát này, nhưng mà khi bạn đổi qua cái cặp phục trước LCM thì bạn phải đi cái bát phục nguyên một cái bộ kit của họ bán, là gồm có phục nè, bát nè và dè của Winner. Bên đi chơi con Exciter chạy sân thì bên đi X1R để cho cái này không biết là cái chạy gì ta. Đợi bên xíu sau đi thôi. Hình như không phải là X1R nhưng mà cũng là cát to thì phải. Đó, đã lắm. Và hôm nay không phải là review đồ chơi là chính, mà Vinh muốn cho các bạn trải nghiệm thử cái âm thanh và cái tiếng lực của động cơ. Nếu mà một con này ra thực sự là cứ tưởng là như Vinh nói nãy, cứ tưởng như là xe zin đó chứ không phải là độ gì ghê lắm. Và bây giờ mình thấy cái phong cách của anh em chơi xe độ lực máy cũng rất là thay đổi nha. Vừa ken nè, vừa mạnh nè, mà còn hả nhiều đồ nữa. Con này ít đồ lắm bạn, có lên có cái mâm heo, rồi cái cây phục trước, rồi cây phục trước này nó hơn mình nãy mình nói chưa kỹ, mình sẽ nói kỹ lại là cái ống lồng này nó sẽ to hơn, chiều dài ti nó sẽ dài hơn chút xíu, và khi mà như vậy á là các bạn sẽ đựng được nhiều dầu hơn.
đối với các bạn mà chạy sân, chạy đô, chạy rack thì phải cần cái phục trước nó cứng hơn bình thường. Phục zin thì nó không phải mềm nhưng mà nó sẽ không cứng bằng những phục độ. Nếu mà như vậy á thì ví dụ như là sóc ga quá lẹ đi, cái đầu nó phục nó quá nhẹ đi thì cái đáp xuống á nó sẽ không có chịu nổi cái lực đáp quá mạnh. Hoặc là lên quá gấp đi thì cái phục này nó búng ra nè. Lực búng nó quá mạnh thì cái phục zin nó sẽ chịu không nổi. Nó sẽ làm cho các bạn rất là nhiều cảm giác khó chịu khi mà mình chạy tốc độ cao hoặc là mình giật xe. Cho nên là thường chạy sân phải canh cái dầu nó là dầu nặng và phải là nhiều dầu hơn là xe zin. Kể cả là chạy rat, nhưng mà rat nó sẽ khác chút xíu là thường này thì các lò người ta sẽ làm cái phục đi phục nhỏ và sau đó là họ sẽ canh lò xo với lại dầu khác nhau. Nếu mà là rat thì các bạn chỉ cần biết một cái vấn đề á là cái đồ rat nha, càng nhỏ càng tốt, càng nhẹ càng tốt, tối giản mọi thứ càng tốt. Còn chạy sân thì nó lại hơi hướng về cái vấn đề là sẽ cần cái độ cứng cáp, cần cái sự dẻo dai đó, nó cần cái sự dẻo nhiều hơn. Nếu mà cái phục và cái dàn chân của chạy hai cua một cua mà nó lại quá mỏng thì khi mà các này lực trái lực phải hoặc là tăng tốc rất gấp không hề đáp ứng nổi. Và Vinh cũng đã test rất là nhiều. Vinh chỉ chơi Vinh trong vòng 6 tháng 1 năm thôi, nhưng mà Vinh đã test rất là nhiều. Vinh đã thử xe zin rồi lên cái này thử, lên cái kia thử, nhưng mà vì dính dịch 2-3 cái Vinh không thể nào Vinh làm tiếp một cái dự án mà Vinh muốn quay cho các bạn xem. Nhưng mà tương lai là Vinh mong là sẽ cố gắng Vinh quay cho các bạn xem nha. Rồi tiếp theo đó là cái bô này cũng vậy, cũng gọi là trá hình luôn nè. Các bạn coi nè, nhìn thì tưởng bô zin đúng không, mà mấy bạn coi cái cổ quá hớp không, dễ sợ. Cái cổ rất là to chưa nè. Và cái lỗ này là cái lỗ thường thì sẽ là đo cái hơi xăng ra cái lỗ đo khí thải để chạy dyno đó. Và bên đây là một cái bô móc rất là bự, nhìn cái lỗ tiêu đã bạn hú hồn luôn. Nó bự hơn là mấy cái lon tăng nữa. Này, mình sẽ để điện thoại mình vô cho các bạn xem được cái độ bự nè. Đó, cái lỗ của nó là 1/3 cái iPhone của Vinh rồi. To dễ sợ chưa? Nè, soi đèn vô cho các bạn coi nè. Lỗ bô này mà kêu là xe học sinh đi học thì thôi chứ ai mà chịu nổi. Dễ sợ chưa? Bự không? Quá bự đúng không? Nổi dàn hơi ra là thấy khác rồi. Rồi, tiếp theo nè, phục sau nè. Cho các bạn coi cái phục đằng sau nè. Phục này á, nó giống như là cái phục RBM trên xe UB150 của Vinh. Nhưng mà dòng này là dòng có bình dầu. Cái dòng của Vinh là dòng không có bình dầu. Thì cái dòng có bình dầu này nó rơi vào khoảng 7-9 triệu thì phải. Không nhớ rõ nữa, không thể nhớ nổi hết tất cả cái giá đồ chơi nữa. Rồi ok, ở đây nó cũng sẽ giống như những cái loại bình dầu cao cấp high-end. Đó là các bạn thấy lựa được rebound, compress, các thứ rất là nhiều. Cái này mình đã nói về những cái phục khi mà Vinh đã quay những clip trước rồi, cho nên mình sẽ không có nói tới ha. Còn mà ai mà nên cần cái phục này thì đó là những người có nhu cầu sử dụng xe cao. Cao ở đây ví dụ là họ cần cái độ chính xác khi mà ra cua vào cua đi những cái đường đèo. Tại vì nếu mà cái phục zin á, các bạn chỉ chỉnh được cao thấp, êm với cứng hết. Còn mà các bạn muốn chuyên sâu vào là vào cua nó làm sao, ra cua đó làm sao, rồi nếu mà vặn ra khi mà xe đang nghiêng á thì nó như thế nào, thì chỉ có những cái bình mà cao cấp như thế này, các bạn thấy có bình dầu, có núm chỉnh là các bạn sẽ setting được những cái chuyện đó nha. Đơn giản vậy thôi, phân biệt đơn giản vậy thôi. Rồi, đó là tiếp theo, đó là một cái trợ lực biturbo. Trợ lực này á, các bạn thấy ở trên những con xe mô tô đó rất là nhiều nấc chỉnh đó, các bạn thấy chưa, rất là nhiều nấc. Thì ở đây nó bị một cái dở, đó là nó không có hiện số ở đây, nó không có hiện số, thì là anh phải đánh dấu nè, đánh dấu vậy để biết là nấc một. Thấy đây là cái lồng SCK và cái lồng này là cái lồng đầu tiên mình thấy luôn. Bữa giờ Vinh không biết là do Vinh không cập nhật hay sao. Các bạn thử comment cho Vinh biết là cái lồng này là xịn hay là lồng này là lồng thường. SCK Racing thực sự là Vinh cũng thấy hơi lạ, cũng không biết. Lâu quá không chơi xe nhỏ cũng không có rành các bạn ơi. Rồi, vậy thôi à, xe đơn giản lắm, không có gì đặc biệt ghê gớm hết. Nhưng mà cái tiếng bồ, cái tiếng máy là nó làm cái cho mình rất là thích, chạy phấn khích lắm. Rồi, giờ mình nghe nha. Ghê. Tới không? Tới luôn.
đây có công an không, có nẹt cái thử rồi biết có bị chửi không. Lực xe lực lắm, nó nghe tiếng giống như là mấy con R3 vậy đó, dễ sợ. Này đông người quá, học sinh lum la. Rồi có cái tay giác X1R nữa nè, cứng ngắc luôn. Cái này có thể bỏ được lên bỏ vô được cái thùng nè, đây có hai cái lỗ, bỏ cái thùng vô. Trời ơi, xe này thật sự hôm nào mà Vinh máu quá hả, Vinh chở vợ đi Vũng Tàu cũng vui nè. Còn lốp đây là lốp Michelin Bilotris, cái ga nó đẹp lắm. Trơn hay không thì Vinh cũng phải thử mới biết được, chứ cái chuyện mà trơn của xe nhỏ nó mơ hồ lắm, do cái phuộc mấy bạn set nó mềm quá nó cũng trơn, các bạn set cứng quá nó cũng trơn, cũng ảnh hưởng tới cái chuyện các bạn bị trượt. Rồi cái bánh, cái cốt gấp của các bạn nữa, nó rất là nhiều cái yếu tố, chứ không phải là cứ bị sượt bánh cứ bị trơn là do cái lốp, không hề. Nè, các bạn biết là còn cái bạc đạn gấp mà nó cũ quá, nó dơ quá, nó hết mỡ bò, hoặc là các bạn đi lâu ngày quá nó cũng bị sàn. Rồi phuộc các bạn canh cứng quá nó cũng sàn, rồi phuộc mấy bạn canh mềm quá nó cũng sàn. Rồi cái lốp mấy bạn nè, quan trọng nhất là cái lốp mấy bạn không có chuẩn hơi nó cũng sàn. Và đi xe hai bánh thì bạn nên sắm một cái đồng hồ đồng hồ đo hơi, tích vào cái một là các bạn biết được là cái số cân nặng nó bao nhiêu. Đó, rất là nhiều yếu tố, chứ không, mình không thấy nào là chỉ có khi mà trượt bánh cái là mình đổ thừa hết rồi. Cái lốp dở quá, cái lốp này là lốp dởm. Không, cái lốp của nó là mỗi hãng đều có một cái mục đích khác nhau các bạn. Các bạn có thể là biết được là những cái lốp mà để chạy đường khô, những cái lốp mà để chạy đường ướt, rồi những cái lốp hỗn hợp. Giống như là xe mô tô là có cái lốp Rosso Corsa 2 là vừa đi mưa, vừa đi nắng, vừa chạy sân luôn. Đó. Còn cái dòng này thì Vinh thiệt sự là cũng không nhớ nó là cái gì, nhưng mà nếu mà nó tên là Bilotris á thì là dùng để đi phố. Đó, nó từng cái tên, từng cái nó đặc tính riêng. Cho nên mình khoan có vội nói là cái lý do mà nó trơn là gì. Các bạn phải biết được là nó rất nhiều lý do, không có đơn giản là trơn cái là đổ thừa vô lốp thì là tội nghiệp hãng các bạn. Mình phải để ý nha. Mà khi mà các bạn bị ăn xương rồi, đi nó cứ sạc bánh hoài, đi nó cứ bị vô cua, cái cứ trôi ra, mình ngồi xuống mình suy nghĩ. Bây giờ nếu mà như vậy, kiểm tra các bạn đạn gấp, kiểm tra xong ok còn sạch sẽ, kiểm tra tới áp suất lốp chuẩn từ 1,3 kg cho tới 1,5 kg tùy người, vẫn bị đúng không. Kiểm tra tới phuộc, rồi kiểm tra tới phuộc các bạn bỏ xe xuống nè, các bạn bỏ xe xuống ha. Cái này là cũng chỉ là kiểu kiểm tra nhanh thôi, còn các bạn muốn mà kỹ càng thì phải nhờ những anh em thợ, và những anh em thợ đó phải chuyên về phuộc thì họ mới setting được. Các bạn kể, các bạn để xuống, thấy xe nó nhúng xuống nè, nhúng xuống xong cái nó lên lại dịu xuống, nó lên lại dịu là ok, nó còn có độ đàn hồi. Chứ mà mấy cái xe mà phuộc cứng là như thế nào, các bạn ấn xuống cái nó bung lên liền. Nè các bạn nè, sát tới đây cho các bạn xem nè, ví dụ như cái này là được bên cái chỗ mà tầng nó mua phuộc, người ta set cho nó rồi, thì các bạn thấy nè, xuống rất là dịu, xuống lên lại rất là dịu nè, xuống nè lên lại rất là dịu. Còn thằng em Vinh nó gắn cái phuộc vô, tự nhiên cái nó nói anh ơi sao em vô cua nó cứ xỉa, anh mới nói cái Vinh mới nói thiệt sự là nếu mà kêu mà tư vấn thử coi là xe bị gì á, em hỏi em nói chung vậy á, anh không biết. Mình nghĩ đầu dám cái phuộc lắm, tại vì thấy cái xe nó cao quá, y như rằng mình ấn xuống không được luôn, mình ấn xe xuống không được luôn. Mình nói rồi sao cái xe này sao mày chạy ấn xuống như nào không được, phuộc ok này nè, đó xuống nè, nó như cái lò sau nó nhìn nè, vô xong mới lên, nó vô xong mới lên, đó nó phải cảm giác như vậy thôi. Còn nếu cảm giác như vậy ok rồi mà vẫn còn sai số thì các bạn nên tới những cái nơi mà họ chuyên để họ chỉnh lại, test nhanh là test như vậy là các bạn biết được là ok hay không, và các bạn biết được là cái nguyên nhân vì sao mà cái bánh nó sàn. Cái này thì áp dụng được cho tất cả các xe trừ xe phân khối lớn, xe phân khối lớn nặng quá mình không thể nào mà mình test giống vậy được. Vậy thôi, còn
Chạy thì chắc chắn là bây giờ đang là 5 giờ. Cái giờ này nó là cái giờ tan tầm của học sinh cho nên Vinh cũng hơi ngại. Nhưng mà chạy hơi ngại các bạn. Cho nên Vinh có thể là Vinh sẽ để test ở một cái dịp sau. Biết sao giờ, đông quá, không chạy được. Cái này phải đường vắng, test nó mới sướng chứ. Bây giờ hơi khó. Rồi, anh em mình sẽ hẹn gặp nhau vào ngày mai để mà test GoPro ha. Vậy thôi, rồi giờ Vinh xin phép giới thiệu các bạn, đó là cái áo của Vinh. Thì rất là nhiều bạn muốn ủng hộ và nói là ở xa quá thì như thế nào. Thì thực sự là Vinh có một cái trang web Freerimmer Store và cái link mua trực tiếp á, Vinh sẽ để ở bên dưới. Nếu mà các bạn đặt online á, thì các bạn có thể ghi chú với cái code là Vinfan07 thì Vinh sẽ gửi tặng cho các bạn một cái khẩu trang này khi mà các bạn mua một cái áo VDS Spaceman nha. Đã chưa? Thì các bạn chỉ cần ghi vào lúc mà các bạn đặt hàng á, các bạn ghi là Vinfan07 thôi thì mình sẽ tặng các bạn kèm một cái khẩu trang trị giá 75.000. Cảm ơn mọi người. Đẹp không? Rất mong mà được mọi người ủng hộ. Còn cái nón này thì Vinh vẫn đang trong cái quá trình Vinh hoàn thiện thôi, vẫn còn phải sửa lại chút xíu. Thì sau khi mà hoàn thiện rồi thì Vinh sẽ mở bán. Ok, mong là các bạn sẽ có những cái giây phút mà mình có thêm kinh nghiệm, rồi sẽ có được những cái gọi là trải nghiệm mới khi mà xem video của Vinh ha. Rồi, ngày mai mình sẽ up cái clip mà Vinh test con Winner này. Rồi, để đây nha, giờ mình chạy vô thử nè. Giờ mình sẽ chạy vô trong cho các bạn. Tại vì ở đây đông người quá à. Hôm nay tụi Vinh đi quay hơi trễ cho nên mình thành thử mình cũng ngại các bạn, mình không có dám thử nhiều.